Nếu các bạn không sẵn sàng xây kênh, các bạn không sẵn sàng xuất hiện mặt thì mình vẫn sẽ có cách giúp cho các bạn nổi tiếng mà không ai có thể là ăn cắp được nội dung của các bạn. Vì đây là mình đã chia sẻ tất cả kiến thức mà ra đơn ngay lập tức luôn, ra đơn luôn nha. Tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những bí quyết mà chúng ta xây kênh về online thôi, xây kênh về top top để ra tiền ngay nhé. Chúng ta có nhiều cái nền tảng như YouTube này, Facebook này, website này hoặc là các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên là cái kênh nào dễ kiếm tiền nhất là xin thưa với các bạn rằng là kênh nào cũng dễ kiếm tiền. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì là kênh top top là rất dễ làm nội dung. Và đây là cái kênh mà chúng ta dễ tiếp cận khán giả ngay. Nếu như chúng ta chỉ cần làm đúng thì đâu đó là một tháng là chúng ta đã ra tiền, ra đơn ngay. Có người là mình đã hướng dẫn cho một bạn tuần vừa rồi á, là chỉ cần trong vòng một tuần là ra được đơn rồi. Không cần phải vài trăm ngàn follow, không cần phải vài triệu mà vẫn ra được đơn. Cái đó mới hay các bạn nhé. Nên là chúng ta xây kênh ở đây là mục tiêu của chúng ta là ra đơn, là kiếm tiền. Chứ chúng ta không cần là gì, không cần idol, chúng ta không cần là phải vài trăm ngàn, vài triệu follow thì lúc đó chúng ta mới bắt tay kiếm tiền các bạn nhé. Vậy thì để đúng ngay từ đầu, điều đầu tiên mà đa số mọi người thường là gặp thất bại ngay từ đầu hoặc là xây kênh không ra tiền, đó là gì ạ? Đó là họ bắt chước, họ thấy kênh của cái bạn A này nói về cái điều này hay thì họ cũng làm video giống vậy, hoặc là họ copy của video người đó về. Xong ngày hôm nay họ làm xong 5, 7, 10 video rồi vẫn không thấy ai mua, vẫn không thấy là ra đơn. Thì bắt đầu họ thấy cái người B bắt đầu là làm hay thì họ lại tiếp tục lại copy của người B. Và sau đó lại thấy người C, copy người C. Cuối cùng là họ vẫn không định hình được trên cái kênh của họ khách hàng là ai, họ muốn mua sản phẩm gì. Và sau đấy là họ cần xây dựng nội dung nào để mà thứ nhất là thu hút khách hàng về. Nội dung thứ nhất là gồm nội dung thu hút khách hàng về. Sau đó khách hàng đến rồi thì mình cung cấp những cái nội dung gì để cho khách hàng họ yêu quý mình, họ thích mình, họ có niềm tin với mình. Và sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ cung cấp những cái nội dung gì để mà chuyển đổi khách hàng ra đơn. Đấy thì đó là từ đầu đến cuối trong buổi livestream này mình sẽ chia sẻ các bạn những cái điều như vậy. Thế nên là chúng ta không cần vài trăm ngàn follow, chúng ta không cần vài triệu follow để mà chúng ta vẫn có ra tiền. Vậy thì việc đầu tiên các bạn hãy ghi xuống giúp Bảo nha. Việc đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta phải xác định phân khúc khách hàng mình muốn phục vụ. Phân khúc phục vụ. Bảo nhớ có một câu hỏi của bạn khi mình chia sẻ cái điều này, bạn ấy hỏi rằng là nếu như mình chọn một phân khúc phục vụ, ví dụ như em đang kinh doanh, em đang có cửa hàng offline, em bán về phụ nữ được nè, về đàn ông được nè, về người già được nè, về em bé được nè, nhưng mà lên online mình chọn một cách như vậy thì khách hàng đâu có, đúng không? Thì xin thưa với các bạn rằng là khi mà chúng ta lên online á, chúng ta chỉ chọn một cái ngách thôi, thì sau đó là chúng ta phục vụ cái ngách đó là rất là giàu rồi, rất là nhiều rồi. Xác định khách hàng mình muốn phục vụ, vậy thì các bạn hãy chọn một cái đối tượng khách hàng mà các bạn muốn phục vụ. Lên online chúng ta sẽ phục vụ nhiều khách hàng. Tuy nhiên trong thời gian chúng ta mới khởi nghiệp, tuy nhiên chúng ta mới bắt đầu xây kênh, chúng ta chưa biết cái gì về online hết, thì chúng ta nên chọn một đối tượng phục vụ. Ví dụ như các bạn lên mạng, các bạn có thể biết được một là bác sĩ cung hay là doctor cung á, thì bác sĩ này là chuyên về phụ khoa. Thì lên trên này bác sĩ này chỉ phục vụ một cách về phụ khoa. Thứ hai á, các bạn có thể search là bác sĩ Nguyễn Ngọc. Bác sĩ này á, bác sĩ Nguyễn Ngọc là Ngọc Nguyễn Ngọc Nam và Nguyễn Ngọc Nữ. Nguyễn Ngọc Nữ thì bác sĩ này chuyên về về da liễu, về làm đẹp skin care phụ nữ. Còn bác sĩ Ngọc Nam trước kia cũng vậy, nhưng mà sau này bác sĩ chuyển qua phân khúc khác, thì tí nữa mình giải thích vì sao chuyển ra phân khúc. Rồi các bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều bác sĩ dược sĩ họ chỉ làm một phân khúc thôi. Vì sao? Vì ví dụ như bác sĩ cung đi, mình nói các bạn có thể tìm có thể dễ thấy. Ví dụ như bác sĩ cung thì bác sĩ chỉ phục vụ một ngách duy nhất, đó là gì? Là phụ nữ đang gặp vấn đề về về viêm nhiễm phụ khoa. Đây là cái điều mà hầu như phụ nữ chị em gặp phải rất là nhiều. Nếu như trong phạm vi khu phố, trong phạm vi khu vực của chúng ta, đâu đó là khoảng tầm được 10.000 dân đi. 10.000 dân thì đâu đó được 1.000 người, 1.000 chị em là bị sao? 2.000 chị em bị viêm phụ khoa. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm họ mua cửa hàng này, bao nhiêu phần trăm mua cửa hàng kia, bao nhiêu mua phần trăm cửa hàng nọ, và bao nhiêu phần trăm là mua đến mình, đúng không? Đấy, vậy thì nếu như cửa hàng của các bạn kinh doanh là các bạn là nam đi, thì đôi khi là phụ nữ họ rất là ngại chia sẻ với chúng ta những cái điều này. Vì bản thân Bảo ngày trước mình mới kinh doanh cửa hàng của mình là nam không, thì rất là khó để tiếp cận những cái điều này. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu như chúng ta là chuyên về một cách giống như bác sĩ cung, và chúng ta nổi tiếng, chúng ta online khắp cả nước họ biết đến chúng ta, thậm chí những người Việt kiều vẫn có thể biết đến chúng ta. Chính vì cái điều đó mà gì sao ạ? Tuy chúng ta chỉ phục vụ một ngách, nhưng mà khi mà chúng ta phục vụ trọn cái ngách đó là chúng ta đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Đấy, các bạn nên yên tâm, đừng lo lắng vì sao là chúng ta chỉ cần phục vụ một cách thôi nhé. Rồi, các bạn vẫn có thể search này,
về nói về ngách này các bạn vẫn có thể search là bác sĩ Hải Đăng á, bác sĩ Hải Đăng, bác sĩ này chuyên về em bé, là các vấn đề về dinh dưỡng này, ăn ngon, ngủ ngon, táo bón, hoặc là tại sao bé không tăng cân, không phát triển. Các bạn sợ đi, từ nội dung từ đầu đến cuối chỉ có nói về vấn đề là vì sao bé biếng ăn hoặc tất cả các cái vấn đề của bé. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng về cái điều này nha, tí nữa mình sẽ chỉ các bạn cách xây dựng nội dung làm sao để thu hút đối tượng đó, giữ họ lại và bán được cho họ nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu sơ qua về mình ngách thôi. Mình đa số mình gặp là rất nhiều bạn làm kênh á, là ngay từ đầu cái gì cũng làm hết, về dạ dày cũng làm, xương khớp cũng làm, rối loạn tiền đình cũng làm, thấy người ta bán phụ khoa cũng làm, rồi thấy người ta rụng tóc cũng làm tùm lum hết. Đâm ra cuối cùng là chúng ta không phục vụ trọn nhu cầu của khách hàng được anh chị em nha. Đấy thì đó là lợi thế mà chúng ta, vì sao chúng ta lại chọn ngách, để chúng ta chọn một đối tượng mà sau đó cung cấp thông tin xuyên suốt từ A đến Z. Nếu bạn nào đang làm điều này tốt thì chúc mừng các bạn nhé. Nhưng mà nếu như làm những điều này tốt mà chưa ra được đơn, mà có nhiều follow hoặc chưa có follow, hoặc không lên kênh hoặc không ra đơn, các bạn phải xem tiếp những điều sau nha. Vậy thì bước số 1 các bạn hãy ghi xuống này là chúng ta chọn một cái ngách mà chúng ta phục vụ, thì Bảo có thể liệt kê cho các bạn làm kênh này. Ví dụ như ngách phụ nữ thì chúng ta đừng có chọn về ngách phụ nữ nó lớn quá, thì nhỏ hơn của phụ nữ là gì ạ? Thì chúng ta hãy phân khúc ra phụ nữ khoảng bao nhiêu, từ 18 đến 25, bắt đầu từ 25 đến 30, từ 30 đến 35, từ 35 đến 40, từ 40 đến 45. Đấy, chúng ta hãy chọn từng phân khúc. Ví dụ hoặc là các bạn chọn phân khúc đó là gì? Đó là mẹ bầu sau sinh. Hoặc là các bạn cũng chọn phân khúc là những phụ nữ đang mang bầu. Đấy, vì sao? Vì năm 2024 này là năm của người ta là săn rồng con, phải không các bạn? Nên cái nhu cầu về sinh sản, cái nhu cầu về dinh dưỡng, cái nhu cầu về bầu tăng cao, các bạn vẫn có thể làm cái kênh này. Hoặc là các bạn là chọn cái ngách là gì? Phụ nữ nhưng mà chỉ chuyên về nội tiết của phụ nữ thôi. Ví dụ như là gì? Rối loạn về cái vấn đề kinh nguyệt. Chỉ chuyên vấn đề kinh nguyệt này thôi. Các bạn thấy rằng là phụ nữ là họ rối loạn kinh nguyệt rất là nhiều, phải không các bạn? Vậy thì chúng ta hãy giúp cho họ vượt qua những cái điều này. Thứ hai là gì? Chúng ta có thể làm gì? Rụng tóc này, đúng không? Phụ nữ chúng ta chỉ làm một kênh chuyên về rụng tóc. Hoặc là đàn ông, đàn ông chúng ta kênh về sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta làm những cái vấn đề về sinh lý thì rất là dễ bị tương tác, bị bóp tương tác, bị bóp kênh rất là khó. Hoặc là các bạn có thể làm một kênh chuyên về xương khớp, cứ nói đi xương khớp, nói lại về xương khớp thôi. Hoặc là các bạn làm một kênh chuyên về dạ dày, chuyên về dạ dày thôi. Hoặc là chuyên kênh chuyên về đại tràng đấy, hoặc là kênh chuyên về giúp cho các bé ăn ngon ngủ ngon trong phạm vi bao nhiêu, từ sơ sinh cho đến khoảng tầm 5 tuổi đổ lại thôi. Thường là tại sao trên 5 tuổi thường là rất ít bán được sản phẩm cho đối tượng này, vì dưới 5 tuổi cơ thể các bé đang rất là yếu, bé đang cần bổ sung vitamin nhiều hơn, sức đề kháng yếu nên ra là hay dễ cảm và khó phát triển. Mà trên 5 tuổi thường là phát triển nó dễ hơn rồi, nên là người ta thường là ít bổ sung hơn. Thế là chúng ta có thể chọn cái ngách, nhưng mà các bạn chỉ cần chọn một ngách và chúng ta làm thật tốt vào cái ngách đó thì làm sao, thì lúc đó chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Nên anh chị em hãy cứ làm thật tốt nhá, hãy chọn một cách thôi nhá. Vậy thì cái bước thứ hai chúng ta cần làm gì ạ? Bước thứ hai là chúng ta lựa chọn cái nền tảng để mà dễ dàng làm việc, dễ dàng thành công hơn. Đấy, có các nền tảng như YouTube này, như Facebook này, như là TopTop này, như là website, như các sàn thương mại điện tử. Ví dụ mình nói sơ qua nhá, YouTube thì vẫn sẽ thành công đấy, nhưng mà cần thời gian lâu dài hơn, đâu đó vài tháng để cần thời gian xây kênh rồi sale này rồi này kia rất là nhiều, gì mất thời gian hơn. Nếu mà chúng ta mới bước vào nghề thì chúng ta chưa cần chút, nhưng mà sau này chúng ta sẽ cần một chút. Thứ hai, thí dụ như là Facebook thì chúng ta cần phải xây dựng video là một này, chúng ta cần phải xây dựng là các bài viết dài, bài viết ngắn này và hình ảnh này. Thì nếu mà chúng ta đang mới bắt đầu, chúng ta sẽ không có đội ngũ và làm những cái điều này, thì lúc đó chúng ta làm sao? Chúng ta mất nhiều thời gian hơn, đôi khi là chưa thành công mà chúng ta nản rồi. Vì vậy là Facebook là để phương án sau. Một website cũng được, mà sắp sai thì chúng ta phải giỏi thiết kế lập trình rồi SEO bài này kia các kiểu. Rồi còn sàn thương mại điện tử thì hầu như chúng ta làm sao lên đó, họ có lựa chọn sẵn, họ cần cái tìm sản phẩm nào đó họ mới lên họ lựa chọn. Còn bây giờ mà để chủ động hơn thì rất là khó. Vì vậy là chúng ta hãy chọn cái nền tảng TopTop để dễ làm nhất. Ví dụ chúng ta làm 10 video mà không lên thì chúng ta bỏ kênh đó, chúng ta làm kênh khác, đúng không? Chưa thấy ai mà vượt qua quá 5 kênh, 6 kênh mà không thành công đâu các bạn ạ. Đấy, những người bảo hỗ trợ thường là 3 kênh để thành công, có những người là kênh đầu tiên là thành công. Vấn đề thứ ba đó là gì? Lựa chọn hình mẫu tạo ra phiên bản độc nhất. Tại sao chúng ta phải lựa chọn hình mẫu để tạo ra cái phiên bản độc nhất? Làm sao đó để mà khách hàng họ nhìn vào chúng ta, họ cuốn hút ngay. Đấy, điều gì xảy ra nếu như các video các bạn lên cái người ta nhìn thấy, người ta thích, các bạn đã từng nói TopTop, các bạn biết, ví dụ đôi khi nhé, có một chuyên gia này hoặc có một bạn KOL này, bạn KOC kia, ví dụ vậy, hoặc là bác sĩ hoặc dược sĩ nào đó, các bạn lướt các bạn thấy thích họ, phải không? Nhưng mà điều gì các bạn thích ở họ, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy làm, sau đây Bảo sẽ chia sẻ các bạn cái công thức, cái cách làm mà khiến cho người ta nhìn vào các bạn cái là người ta yêu quý ngay. Đấy, nhưng mà đôi khi chúng ta cứ nói là cứ làm mình đi, chúng ta nói nhiệt tình, chúng ta ấy đi, nhưng mà nhiều khi cái phong cách này người ta không thích.
đúng không? Không thích, nhiều người không thích, không nhiều người không đón nhận thì chúng ta phải làm nhiều lần làm sao? Nhiều lần chúng ta phải tối ưu nhiều lần thì chúng ta mới được người ta thích. Nhưng mà tuy nhiên qua cái công thức này thì Bảo sẽ giúp cho các bạn là được lòng khán giả ngay từ đầu, người ta thích mình ngay luôn từ đầu. Đấy, để trả lời câu hỏi vì sao kênh nó không lên, vì người ta không thích mình hoặc là mình truyền đạt nó chưa hấp dẫn thì đâm ra người ta chưa lên. Nhưng làm sao để kênh hấp dẫn, làm sao để truyền đạt hấp dẫn, làm sao thiết kế được ánh sáng, được bối cảnh, làm sao thiết kế được nội dung để kênh nó lên. Ví dụ nha, để kênh nó lên thì gồm các yếu tố như sau. Thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là background bối cảnh, thứ ba ngôn ngữ mình nói, thứ tư đó là phong thái mình nói, thứ năm là cách mình diễn đạt, thứ sáu là cái nội dung mình chia sẻ, nó có dài dòng hay không, hay thế này thế kia không. Những cái yếu tố đó góp lại với nhau. Thứ bảy nữa là cái nội dung này có giải quyết được cái vấn đề gì không. Có nhiều bạn rất là chịu khó sáng tác nội dung nhưng mà vẫn không trả lời được cái câu hỏi sản xuất nội dung đó, hoặc là xem xong cái nội dung đó mà người tiêu dùng họ chờ đợi rất lâu để họ có thể biết được kết quả, hoặc là họ biết kết quả nhưng mà họ không có giá trị sử dụng. Ví dụ hỏi rằng là ngày nên ăn cơm mấy bữa, ngày nên ăn cơm 3 bữa hoặc ngày nên ăn cơm 2 bữa, nhưng mà chả giải thích vì sao chúng ta ngày nên ăn 2 bữa, thì khách hàng họ rất dễ nản lòng họ đi. Thì các bạn nghe xong cái đoạn này là các bạn biết xây dựng nội dung sao để thu hút khách hàng nhất nha. Rồi, cái bước số 3 này là chúng ta lựa chọn cái hình mẫu tạo ra phiên bản độc nhất. Mục tiêu nó chỉ là để kênh mình lên ngay từ đầu và để được lòng khán giả, để được nhiều người họ yêu quý mình. Nhưng mà làm sao để họ làm được điều đó thì vậy thì các bạn hãy làm bước số nhất là hãy lựa chọn 10 người mình thích nhất và học tập từ họ. Tức là gì? Các bạn hãy giúp Bảo là tìm ra 10 đến 15 người cũng được, 10 người cũng được, trên các cái nền tảng, trên nền tảng TikTok hay YouTube cũng được, mà các bạn thích nhất. Hoặc là ví dụ như là các bạn search ra được bác sĩ A, dược sĩ B, hoặc là cái bạn chuyên review thôi, hoặc review C, hoặc là một bạn làm idol thôi, hoặc là một cái bạn gì đó thôi. Không quan trọng họ làm ngành cùng ngành hay khác ngành nhé. Các bạn hãy tìm ra 10 cái phong cách, các bạn hãy tìm ra 10 cái người này mà các bạn thích họ nhất. Đấy, lý do vì sao nhé. Các bạn phải liệt kê ra danh sách 10 người này nhé. Rồi thứ hai á, các bạn phải gạch đầu dòng, 10 cái gạch đầu dòng từ số 1 đến số 10, 10 cái tên khác nhau. Xong sau đó các bạn hãy 2 chấm và viết đằng sau là các bạn thích điều gì ở người số 1. Các bạn mỗi người, các bạn chỉ chọn 1 đến 2 điều các bạn thích nhất ở họ. 1 đến 2 điều thôi nhé. Thường là 1 điều. Một điều bạn thích nhất ở cái người đó. Vậy thì 10 người các bạn sẽ có 10 điều các bạn thích nhất. Vì sao? Vì tại sao các bạn thích? Vì có cái điều đó nên các bạn sao? Vì cái người số A, người A có cái điều này nên các bạn thích họ. Vì cái người B có cái điều này, ví dụ như cách nói này, có người A là gì? Cách làm bối cảnh đẹp quá, họ thiết kế background đẹp quá, thì ghi xuống là người A thích cái bối cảnh background của họ. Rồi cái người B là gì ạ? Người B à, thấy video của họ thấy ánh sáng đẹp quá, là thấy ánh sáng đẹp. Người C là gì ạ? Người C họ bảo là họ truyền đạt nhẹ nhàng, nhiệt tình, hoặc là họ truyền đạt năng lượng mạnh mẽ, mình thích cái phong cách truyền đạt của họ, mình hãy ghi xuống. Người E là gì ạ? Người E cái bà này, hoặc là cái bạn này, bạn nói làm sao, nói cái mình hiểu ngay, nói cái mình hấp dẫn ngay, mình thích cách sáng tác nội dung của họ. Đấy, cái 10 người. Vậy thì các bạn sau cái danh sách 10 người này thì các bạn hãy ghi rõ rằng là từng người một các bạn thích cái điều gì ở họ. Vì chính có những cái điều đó họ lôi cuốn được chúng ta. Đấy, thì lúc đó chúng ta mới thích họ. Bây giờ chúng ta mới chế tạo ra con người mà chúng ta copy nhưng mà là độc nhất này. 10 người chúng ta hãy lựa chọn 10 điều và chúng ta hãy áp dụng những cái điều đó vào kênh của chúng ta, vào con người của chúng ta. Ví dụ như các bạn thích người ta thiết kế background này thì chúng ta hãy áp background này vào trong bối cảnh của chúng ta. Chúng ta thấy họ làm ánh sáng đẹp thì chúng ta hãy thiết kế ánh sáng giống như họ. Hoặc là chúng ta thấy họ gì, họ làm kịch bản hay thì chúng ta hãy làm kịch bản giống họ. Cái cách truyền đạt hoặc cái ngôn ngữ cơ thể họ hay thì chúng ta hãy truyền đạt y chang giống họ. Vậy thì mỗi người sẽ có một cái hay và sau đó là gì? Sau đó là nó tổng hợp lại, nó tạo ra một con người chúng ta đi copy nhưng mà con người chúng ta vô cùng là thú vị và không thể nào kiếm được bất cứ ở đâu có một con người như vậy. Đó là một cái bí quyết mà hầu như không ai biết. Đấy, nhưng mà lưu ý với các bạn một điều thế này, nhé. Các bạn chọn ra 10 người này nhưng mà phải là 10 người nổi tiếng. Đâu đó ít nhất là phải 100.000 follow trở lên. Tại sao phải là 100.000 follow? Ví dụ 5.000, 10.000 nó chưa phải là nổi tiếng, 3, 40.000, 50.000 chưa phải là follow. Vì cái nền tảng follow ở trên top nó rất là dễ dàng, nó không có khó một tí nào hết. Nhưng mà được 100.000 này chứng tỏ bạn này làm nội dung cũng tốt hoặc có một cái điều gì đó. 100.000 follow thì nói lại một điều là bạn này có một cái điều gì đó hay. Thế nên là rất được nhiều người thích nên rất được nhiều người follow. Thế nên là có cái lý do để họ thành công. Còn nếu như đầu đó dưới 100.000 hoặc vài chục, vài ngàn thì đôi khi là chúng ta thích cái điều đó nhưng mà cái điều thích đó là rất nhiều người họ chưa xác thực. Thế nên là đôi khi chúng ta bắt chước cái điều đó thì cũng rất dễ dính vào là kênh không lên.
Đấy, vậy chúng ta hãy chọn ra 10 kênh của 10 người nổi tiếng, đâu đó là ít nhất phải 100.000 follow trở lên nhá. Và sau đấy là mỗi người sẽ học một cái điều hay của họ, và sau đó chúng ta hãy tổng hợp vào mình. Mà thích phong cách nói của họ thì chúng ta nói theo phong cách của họ, thích phong cách kịch bản của họ chúng ta hãy làm kịch bản giống họ, thích phong cách diễn đạt thì chúng ta hãy làm diễn đạt giống họ, thích phong cách về ánh sáng background chúng ta hãy làm ánh sáng background giống họ. Đấy, cứ mỗi người sẽ có một cái hay thì chúng ta sẽ làm ra ngay. Để mà làm tốt được điều này, các bạn có thể đọc thêm cuốn sách đánh cắp ý tưởng, cuốn màu đen đâu đó mấy chục nghìn các bạn nhé. Trong cái phần số 1 này, bước số 4 là gì, chúng ta bắt tay vào xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh và xây dựng thương hiệu. Vậy xây dựng nội dung thế nào thì gồm các cái nội dung dành cho thị trường lạnh, là để làm sao để thu hút khách hàng về họ biết đến chúng ta. Và thứ hai là xây dựng nội dung ấm, là để khách hàng họ thích chúng ta. Và thứ ba là xây dựng nội dung nóng, là để khách hàng họ yêu quý chúng ta. Và thứ tư nữa là xây dựng nội dung để chuyển đổi. Thì chúng ta cần một cái bản Excel. Chúng ta cần một bản Excel để tổng hợp cái điều này. Thì mình đã xây dựng bản Excel rồi, mình đã tối ưu cái bản này rồi. Nếu bạn nào muốn lấy, các bạn hãy cứ comment là tôi và để lại số điện thoại hoặc Gmail, mình sẽ gửi cho các bạn cái bản Excel này. Các bạn không cần phải tối ưu lại, còn nếu không các bạn có thể tự làm một bản nó sáng tạo hơn cũng được nha. Tuy nhiên cái bản này mình đã làm và tối ưu thường xuyên rồi. Nên là các cái bước mình hướng dẫn nãy giờ đó là cái bước xây dựng nhân hiệu cá nhân. Đấy, các bạn có để ý không? Một số kênh các bạn có thể để ý này, một số kênh ở trên top nha, rất nhiều bạn là gì, rất nhiều bạn là làm, một là sản xuất video không thấy mặt, thứ hai sản xuất video là dùng giọng của Google, có những bạn là gì ạ, là che khẩu trang hết mặt không thấy mặt mình, thì khách hàng có biết bạn này là ai đâu. Mà sau khi kênh của chúng ta đã nổi tiếng, kênh của chúng ta đã mạnh, điều gì xảy ra nếu như một là nó đánh sập kênh, nó hack kênh của mình để về nó kinh doanh buôn bán. Thứ hai á, nếu kênh của chúng ta ví dụ như các bạn đặt kênh là ABC gì đấy, nhưng mà kênh của bạn nổi tiếng rồi thì rất là nhiều thằng nó nhìn vào đúng không? Nhưng mà điều gì khiến khách hàng họ quan tâm đến chúng ta mà không quan tâm đến thằng khác? Vì sao? Vì có cái mặt của chúng ta lên, vì chúng ta xây dựng nhân hiệu. Còn nếu mà chúng ta để theo một là nội dung là toàn là ảnh không, thứ hai không thấy mặt chúng ta, thứ ba là dòng Google, như vậy làm sao, như vậy là khách hàng họ không biết chúng ta là ai, và rất nhiều người họ có thể đánh cắp nội dung của chúng ta để họ đăng lên nền tảng của họ, và sau đó làm sao chúng ta bỏ công sức ra làm nhưng mà thằng khác hưởng. Đấy, thế nên rất là nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, còn nếu như các bạn là không sẵn sàng xây kênh, các bạn không sẵn sàng xuất hiện mặt, thì mình vẫn sẽ có cách giúp cho các bạn nổi tiếng mà không ai có thể là ăn cắp được nội dung của các bạn, để chúng ta làm sao chúng ta làm ngày hôm nay, chúng ta kinh doanh, chúng ta kiếm tiền lâu dài. Đấy, chúng ta không kiếm tiền chấp nhoáng. Đấy các bạn nhé.